nghĩ là em rất là hạnh phúc. Rất là may mắn. À, có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng, nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi, tương lai còn rất là dài. Và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất, chị mong là em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình. À, con trai rất là dễ thương, đó là cái động lực cho mình. Dễ thương, chân thành, xứng đôi. À, xứng đôi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem niềm vui này có nhân đôi lên hay không đối với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màn, xin giới thiệu bạn nữ của cặp đôi thứ hai, xin mời bạn. Em chào quý vị khán giả, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình, bạn tên là gì? Dạ, em tên Đào, năm nay em 28 tuổi. À, Đào đang công tác ở đâu? Em ở nhà em buôn bán ẩm thực đó chị. Quán ăn hay em ẩm thực hay? Dạ. Rồi bây giờ mình đợi bạn trai của mình ra nha. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Nhiều quà quá. Bạn tên gì? Dạ em là Lê Hoàng Vinh, năm nay em 37 tuổi. Hoàng Vinh làm nghề gì? Dạ em là tổ trưởng tổ bảo vệ ngân hàng Sacombank. Có thể giới thiệu sơ cho bạn nữ biết hiện nay cuộc sống như thế nào? À, em thì đã có một lần lập gia đình và đã ly hôn được gần 3 năm và đã có một cháu. Hiện tại đang ở với mẹ của cháu. Cháu lớn chưa? Dạ năm nay được 8 tuổi. Không. Rồi, đó là sơ yếu lịch của chàng trai bên đây. Còn cô gái thì sao? Đào, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình mà cũng đã kết hôn, mà cũng đã gãy đổ. À, là bạn cũng đã kết hôn một lần rồi. Bao lâu rồi bạn? Chắc gãy đổ cũng được 7 năm rồi đó chị. Có nghĩa là lúc đó mình lấy lập gia đình là còn trẻ lắm. Bây giờ mình 28, 7 năm là 21 tuổi là đã chia tay rồi. Dạ. Vậy là chắc là chưa có em bé hả? Dạ có rồi chị. Có luôn rồi, vậy em bé bao nhiêu tuổi? Bé trai 7 tuổi chị. Vậy lý do tại sao mình chia tay? Anh gia trưởng với lại không biết quan tâm tới vợ con. Cứ đi ăn nhậu về là anh hả vợ con. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm được một nửa của mình hiện tại cái chuẩn như thế nào? Chỉ mong muốn cái người sau của em là không gia trưởng, đừng có keo cười kiệt, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, với lại yêu thương mẹ con em. Những ưu điểm của bạn là gì? Em rất thích nấu ăn. Thích nấu ăn? Dạ. Điểm yếu của mình là gì? Em rất dễ xúc động. Thường những người rất là tình cảm hay là như vậy? Đó một lần là lỡ đò rồi, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm gì ra để chuyến đò sao cho nó trọn vẹn, đi đến nơi đến chốn. Em với bạn bên đó thì cũng đã có một lần đổ vỡ rồi. Nếu mà có duyên thì hai người gặp nhau thì sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc, mỗi ngày nó sẽ tốt đẹp hơn. Cần người phụ nữ thế nào? Cần phụ nữ hiền, đảm đang, biết tôn trọng người lớn và lo lắng cho gia đình. Từ ngoại hình? Ngoại hình dễ nhìn là được. Bạn có những tật xấu gì có thể nói cho bạn kia biết luôn? Xấu thì em ngủ hơi ngáy một chút anh. Ngủ ngáy hả? Hơi ngáy thôi anh, bữa nào mệt lắm thì mới ngáy anh. Rồi tật xấu gì nữa? Dạ hơi, em thì cũng hơi nóng tính một chút. Cái đó là phải rút kinh nghiệm đó. Dạ. Nóng tính có gia trưởng không bạn? Dạ không chị ơi. Hãy bạn nói cái công việc bạn làm ẩm thực là cụ thể là bạn làm? Em buôn bán điểm tâm sáng tại nhà á chị. Có bữa thì em bán phở, có khi em bán cơm chiên nhân châu. Tùy mỗi ngày em đổi một món. Mà mình là làm bán ăn sáng hay là bán cả ngày? Buổi sáng em bán đồ ăn sáng, còn chiều trưa thì em bán đồ ăn cho mấy đứa học sinh. Chà, vậy là cực lắm, làm quần quật suốt luôn ha. Dạ, 3 giờ sáng đã vậy. Mình làm mẹ đơn thân như vậy thì rất là giỏi đấy. Bạn có thể nấu được tất cả bao nhiêu món? Cũng nhiều hả chị? Món nhậu em cũng làm được. Vậy hả? Dạ. Anh có những cái sở trường nào? Thì em biết nói chung hát thì cũng được, mà không có hay. Thôi kệ đâu, cứ không hay mà không bằng hay hát. Cứ coi như món quà gặp mặt đi, mình hát cho bạn nữ bên đây nghe một câu. Bạn bên đây buồn lắm, không có cười. Hát bài Lâu Đài Tình Ái, hát rồi. Hát một đoạn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chút xíu á, mình gặp bạn gái bên kia đó. Giờ cao điểm mới chuẩn bị bấm nút hát bài này nha. Hôm nay anh có đi với người thân của anh không? Dạ em đi với chị gái của em. Chị gái hả? Chúng tôi muốn nói chuyện một chút xíu với chị gái. Xin chào MC Quyền Linh với lại Cát Tường. Dạ. Chào chị. Giữa cuộc trao đổi nãy giờ thì chị cảm nhận thế nào về
cô gái bên kia? Cô gái cũng dễ thương, thấy ăn nói cũng duyên dáng, cũng hiền lành. Chị có lo lắng là nếu như em chị đi một bước nữa nên nó như thế nào không? Nếu mà hai bên mà tìm hiểu nhau nó chín chắn hơn, để bước đi một bước nữa thì càng tốt. Xin hỏi bạn gái bên kia là bạn còn một người con 7 tuổi nhưng mà có đồng ý để mẹ bước thêm bước nữa không? Dạ bé cũng đồng ý anh Linh. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi chung với hai người em gái của em với lại con của em. À có con đi nữa hả? Đâu con bạn đâu? À cái trai ngồi đó phải không? Chào con, chào hai em. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh. Bạn chào anh. Chào bạn. Thế anh này sao? Được không? Dạ anh này cũng được. Anh cũng hiền. Anh hiền có đáp ứng cái những cái yêu cầu của chị em đưa ra được không? Dạ, theo em nghĩ thì anh cũng được 80%. Và điều cái cửa ải mà cái vượt qua được đó chính là con của chị ấy. Rồi chú Linh hỏi con này, con tên là gì? Long. Tên là Long hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con có muốn mẹ mình lấy chồng không? Dạ muốn. Nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai? Ở với bà ngoại. Con nhìn chú này con thích không? Thích. Cảm ơn con. Chị nghĩ là em rất là hạnh phúc. Dạ. Rất là may mắn. Có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng. Nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi. Tương lai còn rất là dài. Và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất, chị mong là em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình. Con trai rất là dễ thương, đó là cái động lực cho mình. Cái Tường hay cảm động lắm. Mỗi lần mà thấy một cái người đồng cảm nào như vậy là cái Tường cũng khóc. Và tôi tin rằng những người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ trong những hoàn cảnh thế này. Những giọt nước mắt đó nó sẽ là những động lực để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Dạ. Hai em khóc rồi. Chị sẽ xem anh ấy, nhưng mà chị không biết là bạn trai bên này có phù hợp với em hay không. Nhưng mà chị tin chắc chắn rằng em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Dạ, em cảm ơn chị. Cười lên, cười tươi lên. Có con trai rất là dễ thương. Em chào chị. Dạ, chào anh. Em có món quà em gửi cho chị. Tưởng đâu tặng lộn người chứ. Cảm ơn anh. Gửi anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. Hồi nãy giờ là cũng xúc động quá nên không muốn nói được gì nhiều. Nếu mà bây giờ mà mình hợp nhau đó thì theo anh nghĩ thì bao nhiêu lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Trong khoảng một năm đó chị. Trong khoảng một năm. Bây giờ anh cũng có con rồi. Bạn gái bên đây cũng có con rồi. Thì nếu như mình lấy nhau, anh có muốn có thêm con nữa không? Dạ, điều đó thì chắc chắn phải có chị. Chắc chắn phải có. Anh không ngại, ta nói con anh, con em, con chúng ta vậy ta. Dạ không, vậy nếu mà mình chấp nhận đến với nhau thì nói chung con thì con qua cũng là con hết. Nãy con nó ở với ngoại nhưng mà bản thân Tường không thích điều đó. Con phải đi theo mẹ, phải có cha có mẹ. Anh có thể chăm lo được cho bé không? Dạ điều đó thì trong khả năng của em là chăm sóc được. Anh nói gì một câu với bé em nghe thử rồi mới làm mai được. Chú hứa thương con, lo cho con trong thời gian sắp tới. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta kéo màn lên để hai người có thể gặp nhau và cùng chia sẻ với nhau. Anh và chị sẽ có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Nãy giờ mình ngồi cách nhau bức màn, anh cũng tâm sự rồi, em nghĩ gì về anh? Thì em thấy anh cũng chân thật, mà thấy tương tá thì cũng tương xứng với em rồi đó. Cảm ơn em. Theo quan điểm của em trong cuộc sống là mình cần điều gì nhất trong cuộc sống vợ chồng? Em cần một người chồng biết cách sống và biết quan tâm tới gia đình. Mỗi người đàn ông của em quan tâm gia đình là em ấn tượng như là anh Nguyễn Linh. Cảm ơn bạn. Nhưng mà anh cỡ khoảng cỡ 80 giống như anh Quyền Linh là ok rồi. Ok. Anh cũng có ý nghĩ như em, cũng muốn mong tìm được một người bạn và một người vợ. Dạ. Cũng biết chăm lo cho gia đình và lúc nào cũng biết nghĩ gia đình, chia sẻ với mọi người và kính trên nhường dưới là điều anh quan tâm nhất. Những chuyện đó là em làm được hết. Ok.
Thì anh nghĩ với anh với em thì cũng có duyên gặp nhau ngày hôm nay, thì mình sẽ có một cái cuộc hẹn hò và sẽ cùng nhau vượt qua những cái thử thách mà nỗi đau mà anh với em phải gánh chịu trong thời gian qua. Dạ. Nãy anh Quyền Linh có nói là khi nào em với anh nhìn mặt nhau đó, anh hát một bài gì đó, anh hát đi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm chẳng nào tới, đợi chiều vàng hôm lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Với 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. Và tôi nghĩ rằng những giây phút này là giây phút hết sức là thiêng liêng với hai người, để chọn người đi tiếp cái con đường của mình còn lại là điều quan trọng lắm. Suy nghĩ cho kỹ, lâu đài tình ái có được xây hay không? Một, hai, ba. Chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau. Xinh đẹp về bán cơm chắc đắt lắm nè. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Về phụ bả bán cơm bảo vệ luôn nha. Bậy bậy à, giờ về phụ là nhiều khi bán ế. Trời ơi. Chị bảo vệ cứ làm bảo vệ, bên đây ta bán cơm ta cứ bán cơm. Chứ mà về phụ rồi dựng bán không đắt nữa đâu. Con thấy vui không con? Hả? Con trai chúc gì với mẹ với chú đi. Chúc mẹ chú được hạnh phúc. Hay quá. Một cặp vé xem phim tặng anh chị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều buổi xem phim để hiểu hơn về nhau. Chúc mừng anh chị, chúc anh chị hạnh phúc. Đây là quà tặng xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho anh chị. Dạ, cảm ơn chương trình. Cảm ơn. Hãy nắm tay và đi xem phim. Em thấy anh nói chuyện cũng dễ thương. À, cũng vậy. Nếu mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ lo em cho suốt cuộc đời. Trời ơi nè, nè chị nổi da gà hết trơn luôn nè, thấy chưa? Chị nổi da gà hết trơn luôn á. Người đàn ông nào mà nói chị câu đó thiệt á, chị nhào vô chị ôm chị hôn cái chốc liền luôn. Thiệt sự luôn. Dạ, em tên là Cẩm Vân, 24 tuổi, đang là mẹ của 35 đứa con. Ồ, cô giáo giữ trẻ, 35 đứa con. Một thân hình mảnh mai như thế này quản lý 35 em một lúc. Dạ. Dễ thương nha. Quản lý thêm người này nữa coi sao nha. Dạ, bạn trai mình. Dạ, em xin giới thiệu là em tên là Nguyễn Giang Quốc Giang. Giang bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 24 tuổi chị. Nghề nghiệp là gì bạn? Dạ, kinh doanh công ty. Cụ thể là kinh doanh gì? Dạ, buôn bán nông sản. À, nông sản tức là lúa, gạo, tất cả loại trái cây này kia hả? Dạ. Làm công việc đó bao lâu rồi? Dạ, cũng được 4-5 năm rồi. Vậy rồi trước đó là mình làm cái gì? Dạ em đi bộ đội xong rồi kinh đặc đạt, xong rồi về xã làm được năm á. Xong rồi em về làm bà. Về xã làm gì? Dạ làm trung đội trưởng. Qua cái môi trường quân đội thì chắc chắn cái bản lĩnh của bạn rất là tốt. Quê bạn ở đâu vậy? Dạ em ở Vũng Tàu á. Vũng Tàu? Dạ. Wow. Em đang ở đâu? Dạ em ở Bến Tre chị. Bến Tre với Vũng Tàu? Không, cũng gần, nó đi Tàu cũng gần. Rồi giờ hẹn hò sao trời? Bến Tre đi ra cửa đại đi vòng qua Vũng Tàu. Thôi không sao, cái chuyện đó một hồi nữa mình tính sau. Em giới thiệu về những điểm mạnh, điểm yếu của em trước đi. Em hay lanh chanh lắm, tài lanh nữa, nói chung là rất là nhoi. Lanh chanh, tài lanh, nhoi nữa. Dạ, em nhoi dữ lắm. Anh Quyền Linh thấy mấy đứa nhỏ nhoi sao là em nhoi y vậy mà. Em nhoi em có chọn lọc. Bạn trai bây giờ nói chút xíu đi, tôi thấy bạn hơi căng thẳng chút xíu. Tình hình sức khỏe ra sao? Ổn định. Ổn định ha. Nãy giờ em nghe giọng nói của cô giáo bên kia thấy sao? Ngọt, dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Mình muốn đi tìm một đối tượng như thế nào? Cũng bình thường. Có yêu cầu ngoại hình gì không anh? À, không. Sao dễ vậy? Dạ. À, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai. Hai rồi, mối tình dài không? Dạ mối tình đầu tiên là 4 năm, mối tình hai là được, chắc 5 tháng. Lý do 4 năm tại sao mình lại chia tay? Dạ đi bộ đội. À, à. Xa mặt cách lòng. Dạ. Ủa mình đi bộ đội mấy năm? Dạ 2 năm chị. Rồi. Hai năm ở nhà bạn gái là có người yêu khác. Dạ. Rồi mối tình tại sao có 5 tháng phải chia tay? Dạ bạn nó nhỏ con quá. Nhỏ con quá chia tay hả? Không, bạn kia chia tay chứ em chia tay. Đi với em ngại. Bạn có đối xử tốt với ta không? Hay là ta lấy cái cớ đó thôi? Quá tốt luôn hả? Quá tốt luôn hả? Dạ. À. Nhưng mà giờ tôi hỏi thiệt, giờ bạn lên đây bạn tìm bạn gái, tìm vợ, bạn không có đặt ra một cái tiêu chuẩn gì trơn trọi hả?
Dạ cao 1m85 trở lên được rồi chị. Mà em cao có 1m53 anh ơi. Cũng được ha, không sao cả. Dạ không dễ dãi lắm, nó hỏi nó cho vui vậy thôi. Bạn ở đây giờ rung hồi hộp lắm, gì cũng được hết trơn á. Còn gì nữa không em? Dạ dễ tính là được chị, đừng có keo kiệt quá. Cái đó dạ, anh mới đúng. Ừ, bạn gái phải sợ bạn trai keo kiệt mới đúng chứ. Em hoảng làm chi ơi. Hoảng lắm hả? Dạ. Mai mốt lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ vợ. Vợ giữ ha, còn lúc làm bạn gái thì tiền bạc ai giữ? Chắc cho bạn gái gì đúng quá. Sao nữa? Em nói thiệt. Thiệt hả? Dạ. Ủa là sao là sao? Bây giờ yêu nhau thôi là cũng tiền bạn gái giữ luôn hả? Dạ, đi chơi rồi mà gái giữ. Dạ. Ủa tại sao dễ dãi vậy? À không biết mà. Em có khuyết điểm gì không? Giống như là nó ngọng thì. Đâu ngọng đâu, anh nghe nó hơi khó chút xíu thôi. Rung lắm hả? Dạ. Thôi bộ đội gì mà rung vậy? Mạnh mẽ lên coi. Gì? Hỏi thiệt nè. Dạ. Trong người có bị gì không? Dạ không. Đâu đứng lên xoay vòng coi. Phong độ mà. Phong độ mà làm gì dễ dãi vậy? Trời đất ơi. Ế lắm không? Dạ không. Không ế lên đây làm chi? Kiếm vợ chị. Mà sao không tự kiếm đi? À, kiếm ra chị. Thì là ế. Dạ. Nói nghe nè, cô bên đây cũng nhỏ con. Dạ. Sao có vấn đề gì không? Dạ không. Sợ bạn anh nói thôi chứ em sao? Em cỡ nào cũng được hết trơn phải không? Dạ. Chuyện nào đám cưới được? Cuối năm thì. Có chuẩn bị gì chưa? Dạ rồi. Có cái gì? Nhà cửa xe cộ. Nhà cửa của ai? Ba cho. Cho chưa? Dạ rồi. Có đủ hết rồi ha. Dạ. Nhưng bây giờ cái vụ mà người ở nơi này giờ trong lúc hẹn hò này nè, rồi mình sao? Thì tháng sẽ làm. Tháng xuống một lần à? Tháng xuống một lần ít quá vậy. Đó. Dạ hai lần chị. Hai lần ha. Dạ. Em có dạy gái không? Dạ có. Có hả? Ê, giờ đang yêu nhau có tiền đưa bạn gái giữ luôn hả? Dạ. Trời vui vậy. Mọi người làm chứng giùm em nha. Thiệt luôn hả? Bây giờ thí dụ như có 10 đồng mình đưa bạn gái giữ mấy đồng? Trong 10 đồng chị. Thiệt không? Trời ơi. Thì đi chơi bạn gái giữ cho khác chị. Trời ơi, lần đầu tiên nghe người vậy luôn á. Trời bóp bóp đưa bạn gái này muốn xử lý sao xử lý cho nó dạ. Gọn. Mà thật em... trong bóp có chừng vài chục ngàn thôi. Không, cái vấn đề em không quan trọng trong bóp có nhiêu tiền. Mà quan trọng cái tâm người ta đưa cho mình bao nhiêu phần trăm là cái tâm đó mới là quý. Không, tâm tôi tính hết trơn rồi ông ơi. Nhưng mà đưa, à có nghĩa là đưa bạn gái là đưa hết không? Mà là đưa mớ còn nhiêu giấu giếm ở nhà. Dạ, giấu ít. Còn có giấu hả? Mày có cái gì nó giấu mình hay sao ta? Không có gì chị. Thiệt không? Dạ thiệt. Mạnh khỏe. Dạ. Thấy chị cái tường sợ quá lo sao? Nhà anh tập luyện dữ lắm mà lên đây xong. Tập luyện gì? Giống như là anh nói chút gương vậy. Ồ, nói gì đâu, sao đâu ra giờ bè gương đó, nói thử coi. Tối qua tập sao? Hả? Lên gương kêu là lên cho con giả, lên cho chị xong rồi hỏi bằng nữ. Rồi. À có ngồi nói nhảm vậy đó hả? Dạ. Ủa làm gì mặt đỏ vậy? Như cỡ hả? Thôi đừng có chọc tao hoài nữa mà, được rồi. Không, trai này vui mà, vui. Chọc tội nghiệp á. Ha. Thôi im đi anh coi. Dạ dễ thương mà. Gái sao dễ thương mà. Dạ. Vấn đề là ví dụ đưa tiền cho người yêu giữ đó, được vụ đó được á. Dạ chào. Chào cô giáo. Dạ. Dễ thương nha. Anh kiếm bự con lắm. Anh có thể che chở cho em là mưa gió bão bùng gì đó. Tao quản lý ba mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Còn đứa nhỏ thì quản lý chắc cũng được đó. Bạn không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích bạn trai ghen tuông. Bạn trai có ghen không? Dạ có. Có hả? Dạ. Ghen dữ không? Ít thôi. Ít thôi. Rồi gì không thích bạn trai gì nữa? Dạ không thích hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không. Với lại em thích bạn trai của em là phải sạch sẽ, dễ nhìn, biết quan tâm người khác. Bạn trai có sạch sẽ không? Dạ có anh. Có luôn. Quan tâm với bạn gái không? Đưa dạ, bóp luôn là quan tâm quá được rồi. Được lắm, được cái vụ đưa bóp là tôi chịu. Vậy là đủ rồi ha. Còn gì yêu cầu nữa không? Ba em á là nói là phải cao 1m7 trở lên mới cho quen. Để sau này cái hiện nội giống á. Em nhỏ con quá. Mày dư luôn á. Bạn trai đâu có thể ẩm em chạy vòng vòng không được nữa. Không nè, có lo. Có cái gì đâu nữa mà lo. Mọi thứ là bề ngoài là hoàn hảo hết trơn rồi đó. Không, rất là phong độ. Chúng ta sẽ gặp gỡ người thân của hai bạn xem sao. Được dữ lắm nha. Em có đi với ai không? Dạ, có em trai với bạn thân. Em trai? Rồi thôi mình hỏi em trai đi. Nãy giờ em thấy thái độ của anh trai em sao vậy? Anh quá rung luôn. Ở nhà mình lắm. Mình miệng lắm. Mà sao lên đây anh rung vậy chứ? Em thấy chị gái này cũng dễ thương à. Anh với em chị quen nhau rất hợp. Ra đường thì nắng em trai chị luôn, yên tâm. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ với cô Út. Rồi mẹ đâu ạ? Theo ý của ba dân á thì nói là con trai phải bự con mạnh dạn, thì cha làm ủy ban xã thì cũng chịu những người bộ đội đảng viên. Thấy cháu đây thì cũng đủ chuẩn rồi, đã đi nghĩa vụ đồ thì cũng rất là mừng. Dạ. Út thấy sao? Út thấy sao? Út kìa. Theo Út, Út chấp mấy điểm? Không biết gấp đâu à. Cái gì cũng được mà hơi xa thôi à. Chừng nữa thì cũng sắp xếp thôi chứ bây giờ duyên nợ thì dù xa ở đâu cũng thành hết rồi chị.
Dạ. Cảm ơn gia đình. Chúng ta sẽ có 2 phút gặp gỡ nhau. Kéo màn. Nào, hãy giải quyết chuyện yêu xa. Em muốn quà tặng anh. Dạ, em cảm ơn anh. Em có thể làm phiền anh là gửi tặng bó hoa này tới cho mẹ em được không? Được. Tại vì ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ em. Nghe ơn gửi bác. À, rồi, cảm ơn con. Ngày mai sinh nhật bác, con chúc bác sinh nhật vui vẻ, vui vẻ sức khỏe. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Trời ơi, rung rung. Không bự con mà sao không rung dữ. To dễ sợ vậy. Em thấy sao? Em thấy sao? Sao anh rung quá vậy? Không biết. Làm như người nổi sải. Anh thấy em sao? Em dễ thương, đẹp gái. Em thì em nhỏ con quá. Những cái việc mà ở trên cao quá em làm không được. Nhiều khi á em giận dữ lắm. Để có anh được rồi nè. Dạ. Anh quan trọng cái chuyện tuổi tác không vậy? Không, anh thì không quan trọng vấn đề đó. Anh còn quan trọng chuyện gì nữa không? Bên em thì có vùng xịn như là tính toán cao kiệt, như là mỗi lần mà đi chơi với bạn bè đông mình tính tiền này nọ á. Em chuyện đó không có. Ví dụ như có bạn bè thì em trả tiền là bạn gái em đừng có cằn nhằn á hả? Dạ. Tưởng đâu tính toán hay đi chơi chung chia tiền đâu trả hai đứa. Anh có định nói gì em không? Anh vuốt hồi bên banh lâu ngủ giờ đó. Thật ra thì em tham gia cái chương trình này á là do mọi người ở trường suối. Hai lần đầu tiên đều nói chung chuẩn bị đi hết rồi, tinh thần là vững chắc hết rồi, té xe. Cái xong rồi đến lần thứ ba thì em cũng chưa biết là được gọi. Nhưng mà trước khi mà em đi lần thứ ba thì em cũng bị té xe nữa. Dạ. Anh thì thương chưa, cái duyên đến với em khó lắm đó. Hôm nay cũng là sinh nhật của anh luôn. Hả? Thì em cũng chúc mừng sinh nhật của anh. Bạn có muốn quà gì tặng sinh nhật cho bạn ấy không? Dạ, em sẽ hát. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục nghe nhìn thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Yêu rồi, hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi anh. Chủ yếu câu đó thôi đó. Bạn trai cảm nhận như thế nào về món quà của bạn gái? Hay chị, ý nghĩa. Và tí ra mua quà tặng lại. Mua quà tặng lại? Dạ. Mua quà gì? Bạn nữ thích gì mua tặng đó. Hả? Hỏi câu này coi chừng à. Tặng cặp nhẫn con. Cái ta có. Trời ơi, mạnh quá. Thích rồi đó nha, xoái ca rồi đó nha. Em cũng có coi là cuối năm nay đám cưới thì tốt. Trời, số cái gì cũng phải coi hết trơn vậy. Đẻ mấy đứa là coi luôn, coi chưa? Đẻ mấy đứa con, chừng nào đẻ? Đẻ mấy đứa anh? Hai đứa à? Hai đứa, em cũng thấy hai đứa được. Đi anh động viên, cho được hai đứa thôi. Dạ, em thấy anh nói chuyện cũng dễ thương. Hai cũng vậy. Nếu mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ lo em cho suốt cuộc đời. Trời ơi, nè, nè chị nổi ra gà hết trơn luôn nè, thấy chưa? Chị nổi ra gà hết trơn luôn á. Người đàn ông nào mà nói chị câu đó thiệt á, chị nhào vô chị ôm chị hôn cái chốc liền luôn. Thiệt sự luôn. Thôi, bây giờ lo vuốt lỗ mũi hoài nói được câu đó đó. Hay quá trời. Thôi, để tay nút bấm đi các bạn. 3 2 Đồn quá rồi. 1 Hết thời gian. Cặp này nghe câu đó là nôn lắm rồi. Hai người nắm tay nhau đi nào. Em dư sức để che chở cho cô gái ấy đấy. Ẩm cổ lên cái coi. Đây. Chưa ẩm lâu lâu chút, ẩm tiếp đi. Ẩm nó nhận quà nữa. Đang còn tặng quà nữa, ẩm tiếp đi. Thôi bạn thôi. Bạn cho. Bà không cho hả? Dạ. Bà xã không cho. Này dư sức luôn không? Ẩm vòng vòng vẫn được đúng không? Dạ. Hả? Rung không? Còn rung không? Được. Anh rung thiệt. Anh rung thiệt. Anh rung quá. Anh dễ thương ha. Dạ dễ thương. Em nói gì với anh đi nè, nó câu nói câu đó hay quá. Anh hứa quá hay luôn. Em nói gì đi? Anh hứa thì em phải thực hiện được nha. Anh ơi, có bác con hứa với bác luôn. Gan ghê luôn. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi hy vọng là những cái gì mà đã nói nó sẽ trở thành hiện thực. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Và em chỉ hy vọng em sẽ thực hiện được lời hứa với bác gái. Dạ. Với bạn gái, với vợ tương lai của em. Dạ. Nha. Chờ tin của các em. Đây, gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance. Nào, hãy dắt bạn gái đi xem phim đi.
thích bạn nam cao 1m65 đến 1m7, lại cao to đen mà không hôi. Ủa gì từ cao to đen mà không hôi, bên kia sao? Cao có, to có luôn. Đen, đen không được đen lắm mà không hôi hả? Mà không hôi. Hôi chờ chút biết. Rất là không, dễ thương. Hai người rất dễ thương. Chúng ta mong những điều tốt đẹp đến với cặp đôi đầu tiên quý vị. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Đến với cặp đôi thứ hai thôi. Đúng rồi. Hả màng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương nghe luôn nha. Mời bạn. Dạ, đầu tiên xin chào quý vị khán giả, anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn Minh đây bên cạnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Em tên là Nguyễn Thế Hiển, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là quản lý nhà nghỉ. Bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh và chào các vị khán giả và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thế Vi, năm nay em 23 tuổi, em đang sống và làm việc ở Bình Phước. Công việc hiện tại của em là buôn bán tại nhà với giữ nhà trọ cho mẹ. Ồ, một bên thì giữ nhà trọ, một bên thì quản lý nhà nghỉ. Ủa sao có sự trùng hợp vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là dễ bắt chuyện với người khác, nhiệt tình, với lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, với lại em giữ tiền rất là giỏi. Ồ, giữ tiền rất giỏi. Mẹ cũng đưa cho em giữ tiền đó. Vậy hả? Đó điểm mạnh hay điểm yếu vậy? Dạ, điểm mạnh đó. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì hơi nóng tính, với lại em mua nắng rất thường, lúc vui lúc buồn vậy đó. Bạn trai này điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích thương người. Thương người? Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tánh. Hả? Trời, hai bạn nào cũng nóng tánh luôn hả? Hơi nóng tánh, nhưng mà nếu mà quay qua làm chuyện khác thì xíu là quên liền. Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Tật xấu ngồi đôi khi ngồi rồi run. Run quá đúng không? Dạ, run rồi. Này đâu có sao, nhiều khi cái tâm lý mình nó ấy, mình làm gì cho nó đỡ run thôi à. À, tình trường của hai bạn thì sao, bạn gái? Em thì có hai mối tình rồi. Mối tình mới đây thì mới chia tay được một năm. Thì yêu cũng 3 năm, nhưng mà yêu xa, cái ghen quá là không tin tưởng và chia tay. Ồ, xa là ở đâu lận? Thì bạn ở thành phố, em ở Bình Phước. Ủa, hiện giờ là em trai là đang ở đâu? Em thì ở Tân An, Long An chị. Rồi bây giờ mình dự định là hai bạn nếu mà yêu nhau, mình hẹn hò với nhau làm sao? Bao nhiêu lâu gặp nhau một lần? Có thể 4, ủa có thể 1 tháng gặp 4 lần cũng được. Tưởng là 4 gặp lần. Được không em? Tháng 4 lần là được không em? Dạ được. Bên đây kia hai mối tình, bạn mấy mối tình? Dạ em chỉ một mối tình thôi à, kéo dài khoảng 4 năm. 4 năm? Lý do tại sao chia tay? Thì bên em phát hiện bên đàn gái chuyện nhỏ nhặt gì không đáng, cũng đem những lời nói không hay là chia tay rồi đòi này đòi kia, rồi em nhắc nhở nhiều lần rồi cứ tái phạm hoài, nên em thôi em chịu không nổi nên em quyết định chia tay. Chỉ có một vụ đó thôi đó hả? Coi như là hở cái chia tay, hở cái chia tay hay chuyện em... nhỏ không đáng cũng nói những câu không hay à. Bên kia nhớ nha, nói một lần thôi. Dạ. Nói nhiều lần quá cũng mệt, ta gọi là chàm ràm đó. Giận hờn từ từ giải thích ha. Rồi. Hôm nay bạn gái muốn tìm người yêu của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là quan tâm em, chăm sóc em, chứ lại nhường nhịn em chút. Có không em? Cái chuyện đó em làm được. Làm được. Còn gì nữa không? Ngoại hình thì em thích bạn nam cao 1m65 đến 1m7, chứ lại cao to đen mà không hôi. Ủa gì từ cao to đen mà không hôi, bên kia sao? Cao có, to có luôn. Đen, đen không được đen lắm mà không hôi hả? Mà không hôi. Hôi chờ chút biết, chỉ của em mới kiểm tra được thôi. Mình có cái mơ ước gì đặc biệt không em? Dạ có, em là hồi từ nhỏ rồi, tính lớn là em ước là 24 tuổi lấy chồng. Em ước 24 tuổi lấy chồng. Năm nay 23 rồi. Dạ đúng rồi. Hỏi bên kia coi được không? Anh thấy được không anh? Ừ, dạ được. Ủa cũng được, được á, được. Có một năm nữa đó, ước muốn lớn nhất cuộc đời người ta là muốn 24 tuổi. Dạ kẹp, về bạn gái thì một năm tìm hiểu rất đủ rồi. Nếu muốn cưới giờ nào cũng được. Nhà cửa rồi đủ hết đó ha. Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ bạn gái của em thì yêu cầu của em đơn giản à. Ngoại hình thì cũng tương đối, không ốm, không mập, nhìn cũng được, được tròn tròn thôi. Có gì em không thích ở người bạn gái không? Em chỉ không thích người bạn gái là toan tính, ở núi này mà trong núi nọ, đem chuyện ở nhà người già ra, ở trong nhà ra nói chuyện ngoài á. Mấy bên ngoài thì không thích. Mình có mấy cái tính đó không em? Không, em không thích nhiều chuyện.
Rồi để tôi qua tôi coi. Càng to càng tốt. Càng to càng tốt. Càng to. Cũng tới. Chà, to quá. Có hơi đen đen. Hồi hồng chưa biết. Ủa sao em dễ quá vậy? Em chọn vợ là sao cũng được hết trơn vậy hả? Dạ. Mình không có đặt ra cái tiêu chí người phụ nữ như thế nào hay cái hình mẫu lý tưởng em không có em. Chỉ cần là lễ phép với gia đình em là được. Hiện giờ em đang sống với ba mẹ. Ba mẹ em có đưa ra cái tiêu chuẩn gì không hay là có... Không, chỉ cần thương chồng, thương con rồi biết chăm lo, sắp sóc gia đình thôi. Rồi mình có cái định hướng tương lai mình kiểu như mình giảm bớt rồi gì không em? Dạ có. Em đang chơi game à. Đang chơi game á hả? Dạ. Khi chơi nhiêu mà sau khi chơi được nhiêu? Lúc trước thì em cần lắm nhưng mà người ta hay nói là em tròn. Thôi nói chứ tròn tròn gì được rồi. Dễ vấn đề là à. Ốm chút xíu để giữ sức khỏe thôi ha. Để anh Quang coi mắt đàn gái coi sao nha. Ồ, chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Ha, anh ở bên đây anh bự hơn em lắm, em sợ không? Bự gấp đôi em không? Gấp đôi gấp luôn. Đôi đó. Gấp ba luôn á. Được. Trời ơi. Ủa sao khoái vậy hả? Ủa sao không thích người phải bự hơn em? Ôm xuống như lại ngủ ấm ấm. Không có đâu, cái này ngủ không ấm với em. Ngủ mà lỡ anh gác cái là em dẹp luôn đó. Nhưng bây giờ làm dâu á, lo không? Không. Cô này giỏi mà. Trời. Nhưng mà qua đây á, ở nhà em cái thú của em là giữ tiền, thu tiền, mẹ giao. Qua anh kia chưa chắc là giao tiền cho giữ đâu, buồn ha. Anh giao tiền em giữ mà anh. Anh đó tất cả những gì là thuộc về anh là thuộc về em hết. Trời ơi. Ông gan quá à. Nói đi nha. Ông biết ông hỏi ba mẹ hỏi ông chưa nữa. Ông dám nó giao cho vợ hết. Hôm nay có đi với người thân không em? Dạ có, em đi chung với ba mẹ và cậu à. Trời ơi, có ba mẹ với cậu luôn, khỏe luôn. Xin kính chào tất cả mọi người trong khán phòng. Xin chào MC xinh đẹp Cát Tường. Dạ, cảm ơn và chú. MC tài năng Quyền Linh. Tôi là ba của Thế Hiển. Dạ, em chào hai bé. Là cô bé bên đây là ba mẹ rất là dự ý. Đó, còn ở Duyên thì tính sao ha. Để nhận xét riêng về cháu Hiển thì ở nhà thì có cái ưu điểm là biết vâng lời cha mẹ. Phải là ai đăng ký cũng lên đây được. Đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Được thì người lớn sẽ đi tới, tiến tới và sẽ lo cho các con đầy đủ. Tuyệt vời. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và bạn thân ạ. Ồ, có mẹ luôn ha. Chào cô. Chào cô. Xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường cùng quý vị. Thí Bi có những cái ưu điểm là rất là ngoan và lo cho gia đình. Chứ ta muốn làm một việc gì thì ta rất là cẩn thận và suy nghĩ. Về khuyết điểm thì Thế Vi nghĩ con một cho nên hơi nhõng nhẽo, thích sự chiều chuộng. Dạ, cô nhận xét anh rể tương lai bên bển sao ạ? Nhìn chung thì cũng được, cũng xứng đôi. Nhưng mà chuyện tình yêu thì do hai đứa thôi. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay hai bạn rất hạnh phúc khi có sự chứng kiến của hai gia đình hai bên. Còn bây giờ điều gì đến sẽ đến. Chuyện của các bạn tự quyết định nha. Người lớn đã có ý kiến rồi. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Em muốn quà anh tặng. Cảm ơn anh. Anh thấy anh sao? Dạ, giống mọi người em thích á. Anh thấy em sao? Anh em cũng dễ thương. Em hơi nhõng nhẽo được không? Càng nhõng nhẽo càng thích. Cái món quà này là ý nghĩa gì vậy em? Đây là em nhà trọ hay sau là... này là nếu mà thành vợ chồng thì sẽ vững chãi, tình cảm sẽ vững chãi một ngôi nhà đó. À, cái này em mua hả hay không là em làm? À. Hai bạn nói chuyện với nhau đi. Ví dụ yêu xa vậy anh có ngại không? Không, anh cũng ít khi đi chơi nhưng mà xa vậy cũng không sao. Có gì mình tìm hiểu thêm về biết thêm. Dự định đám cưới xong mình làm gì? Thì nếu mà cưới xong thì cũng hướng ra trong mở. Ở đâu? Ở đâu thì tùy vợ mình quyết định. Đâu cũng được. Ở đâu có anh là ở đó có em là được rồi. Trời ơi. Hạt ngào quá trời quá đất luôn. Dễ thương em gái, dễ thương quá. Nhõng nhẽo ghê, ở đâu có anh là có được luôn. Ở đâu có em là có anh đó mà. Rồi rồi định kế hoạch sinh con sao? Ước mơ của em là 24 tuổi lấy chồng rồi có ước mơ gì sinh con không? Em nói với anh. Trai gái gì nói luôn đi. Em thích ba đứa, một trai hai gái. Nói với anh, nói với anh, có anh chịu không? Chịu không anh? Em sẽ chơi một đội bóng cũng được. Chơi đội bóng xanh không nổi đâu. Nhà dư mà.
Dư. Em hát bài gì tặng quán kia? Giờ em hát một đoạn thôi. Rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc xòa bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường khuya vẫn chưa mở lối. Thôi gì mở rồi. Mở liền mở lối ra liền. Bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, kế hoạch đồ mình có hết rồi, bây giờ mình nói cái cảm xúc của mình ngày hôm nay gặp nhau, mình thấy đối phương như thế nào. Nhìn thẳng vào mắt cổ. Bữa nay đến đây anh cũng có cho mình một cơ hội rồi đó, thì nếu em có chút gì đó rung động với anh thì hãy bấm bấm nút đỏ thôi, thì bấm nút đỏ phía sau cái ghế á, rồi cùng anh nắm tay anh đi hết đoạn đường, còn chỉ nút đỏ nữa. Thôi được rồi. Ôi, thật là dễ thương quá, đặt tay vào nút đen, cái nút quá. Đỏ này nha. Anh đúng. Kêu bấm nhưng mà mình có thích mình mới bấm nha, đừng có nghe anh suối nha. Chúng tôi xin nhắc lại các bạn, bấm hay không bấm là quyền quyết định các bạn. Nhưng khi chúng ta đã chọn bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với cái bấm nút của mình. 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tuyệt vời. Hợp lý. Nào, nắm tay đi. Mày tới nghe tới mét đi cưng. Nắm tay mà em kiếm cái gì vậy? Hả? Dễ thương quá. Bây giờ xin phép mẹ hôn bạn gái một cái. Đúng rồi. Cho con hôn. Cho hôn bạn gái. Bạn gái ai? Bạn gái của bác gái. Cái gì? Bạn gái của bác gái là sao? Cho con hôn bạn gái của em của con. À. Cho con hôn bạn gái của con cái nha bác. Đó cho rồi. À, em cho. Cho em cho con. Từ từ để lâu lâu, để đó. Để nó chụp tấm hình. Bác gái. Dạ. Bác có thể hai bà xui nói chuyện nhau chút xíu đi nào. À, bác gái rất là xúc động ha. Ơi sắp sửa làm xui rồi. Dạ. Mình là hai này. Dạ. Theo DVD cho hai đứa con. Dạ. Hy vọng là chị em mình tiến gần hơn và kết nghĩa suy gia lâu dài. Dạ. Quá tuyệt vời. Chà, tôi nổi da gà hết vì giây phút này linh thiêng quá. Gái thấy sao gái? Cảm nhận như thế nào? Dạ em rất là vui ạ. Em rất là vui ha. Dạ. Cố gắng nắm bắt cái nhân duyên này nha. Dạ. Hy vọng là em sẽ đạt được cái mong muốn ước mơ của mình. Chúc cho hai em mau sớm làm đám cưới, mau sớm có tiếng trẻ em. Nhà này bự lắm, đông người ở nha cơm. Đây. Cảm ơn các em. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nào nắm tay đưa bạn gái đi. Đi hẹn hò, đi xem phim. Cố gắng đánh nhanh nha, đánh nhanh năm sau cưới mới kịp nha. Rồi cầm cái gì đây? Dạ do em sợ rung quá em quên chị. À là cầm theo giống như là bùa đó hả? Cầm theo để nhắc tuồng đó chị. Ê, đó ơi, hả? Muốn mấy đứa con? Em thì hai đứa trai đứa gái. Còn bên kia? Dạ em nghe cũng được á. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Dễ thương giống chi đi á chị. Anh đem hoa. Ôi của anh. Dạ em cảm ơn. Trời đất ơi. Đợi tao nhắc nữa thiệt á. Có nghe bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. À, chào toàn thể các bạn. Áo body ha. Áo mũi ha. Bạn tên là gì? À, em tên là Duy Linh. Anh là Quyền Linh. Cũng Linh. À, bạn bao nhiêu tuổi? À, em 29 tuổi. Em thì quê Bến Tre. Bến Tre. À, em làm nhân viên văn phòng. Linh 6 múi, 29 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow, ấn tượng quá. Chào em tự giới thiệu về mình. Chào chị và anh Quyền Linh và bạn bên kia. Em tên là Trương Hiến Vi. Năm nay em 25 tuổi.
Dạ em đang làm nhân viên của công ty may mặc RG. Rồi cầm gì đây? Dạ do em sợ rung quá em quên chị. À là cầm theo giống như là bùa đó hả? Cầm theo để nhắc tuồng nói chuyện đó hả? Bây giờ mình nói một chút xíu về mình đi. Là một người đàn ông chạy chuốt thế này ha. Nhìn mà áo body này kia rồi mượt mà quá. Khen quá, tôi chung qua tôi coi à nghe. Từ từ. Chưa, từ từ bình tĩnh, thấy mượt mà quá. Có bao giờ bạn có nghĩ là con gái họ thấy đàn ông mà mượt mà quá, chạy chuốt quá, họ cũng nghi ngờ chút xíu không? Có, em chắc 90% là đều nghi ngờ. Nghi ngờ về gì? Kêu không được men. Trời ai nói vậy? À, nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Không phải, tôi ý bạn nói là nhiều khi đàn ông chạy chuốt quá, ăn mặc nó điệu đàng quá, người ta nói mình chắc là đi cua gái nhiều hay là không có chung tình. Em thích cái đẹp. Thích cái đẹp. Dạ. Một cái người như thế này tại sao là không có người yêu? Em thì thật sự từ trước giờ thì cũng có nhiều mối tình, nhưng mà em thì toàn là bị bỏ thôi. Có không? Có, bị bỏ không anh? Giới thiệu kỳ vậy, nãy giờ là sáu múi đẹp trai mà toàn bị bỏ là sao? Coi lại vấn đề nha. Đó là bí mật mà. Bí mật hồi tôi qua mà không đẹp mà không sáu múi là chết với tôi. Chết cái ông giới thiệu á. À em trước tiên em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi. Em quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ừ. À, em hiện tại là con một, em sống với ba mẹ. Cho nên em cần tìm người quê cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị. Rồi mẹ có yêu cầu gì đưa ra không? Hoàn cảnh gia đình mình sao? Mẹ nói là thương và chiều chuộng em là được. Kinh tế ổn định. Kinh tế ổn định. Bản thân em thì em thấy người mình là người như thế nào? Dạ em, do em làm về thời trang may mặc á, cho nên là em hơi khác cách với so với người lớn. Cho nên là mỗi người mà em chọn thì ba mẹ không đồng ý. Ủa em chọn sao mà ba mẹ không đồng ý? Thì giống giống em vậy mà. Nếu vậy thì ba mẹ cũng không đồng ý em luôn. Dạ ba mẹ có la, nhưng mà do là con gái á, cho nên cũng chiều em, bỏ qua. Như bản thân em nghĩ em là tốt hay là không tốt? Chỉ bề ngoài em vậy thôi, nhưng mà thật sự là em hiền, em ngoan lắm chị. Ngoan là ngoan là sao? Ví dụ? Em không có đi chơi khuya nhiều. Em chỉ đi làm xong rồi về nhà, hoặc là đi ăn với bạn bè vậy thôi chị. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Trước thì em quen một chị. Hồi đó giờ có một à? Dạ. Chia tay bao lâu rồi? Cũng khoảng 2 năm rồi chị. Mà 2 năm nay tại sao không ai mình không quen ai? Tại em cũng do đi làm không á. Trong chỗ môi trường làm việc của em có ai để... Dạ không chị. Tại vì môi trường làm việc của em á toàn là nữ không à. Mà có người đàn ông nào dòm em họ giật mình chưa? Dạ rồi chị. Em có hỏi họ tại sao hay là em phải giải thích? Em không hỏi, em không quan tâm chị. Mà nhiều người giật mình lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cô nói sao bí ẩn quá vậy? Bí ẩn nhìn lắm. Mình lắm hả? Bí ẩn lắm, chị có giỡn nha. Thấy em là chị nhớ là chị hồi xưa y vậy đó. Nhớ đoạn đường chị đang vừa chạy xe mà đoạn đường đó có hai cái tai nạn luôn. Mà chị biết lý do không chị? Thì đó người ta không ngờ, bất ngờ quá, như mình người hành tinh xuống vậy. Hả? À, mà qua rồi, xe chạy qua rồi nha. Đó, vậy đó, thì chị nhìn em y chang vậy luôn nên chị thấy rất là đẹp. Thôi bây giờ mình nói về cái sở trường của mình đi. Bạn có cái tài năng gì? Em thêm về làm đẹp. Nói lớn cho bạn trai bên đây nghe nè Yến Vi. Bạn kia cũng nói nhỏ mà anh em đâu nghe đâu. Rất là chặt chém. Em có sở thích là nấu ăn chị. Em thích nấu món Hàn Quốc, đồ chay. Hoặc là đồ ăn trong gia đình thì em cũng thích tự nấu. Rồi vậy thì còn điểm yếu của mình? Đi ăn trong nhà hàng á, dù sang trọng cỡ nào em cũng để cái chân lên. Hôm nay mình phải đi khám chứ, mình còn trẻ phải coi bị gì, phải có cái gì đó chạm sợi dây gì nó mới vậy. Dạ không chị. Rồi, mình hỏi bạn trai xíu, sở thích của bạn là như thế nào? Em thì thích nghe nhạc trữ tình, thích chụp hình, thích chơi thể thao như đá banh. Không thích gì? Đông, ồn ào. Em thích yên tĩnh tí. Mình tìm một đối tượng cho mình với ngoại hình ra sao và tính tình như thế sao? Ngoại hình á thì cao ráo, trắng trẻo, đầy đặn, tóc dài. Theo em quan niệm phụ nữ hiện đại là phụ nữ như thế nào? Phụ nữ hiện đại là không ở nhà là làm nội trợ không, mà có thể là đi ra ngoài làm việc. Ăn mặc thì có thể thoáng tí xíu, không có kính cổng cao tường quá, sexy tí cũng không sao. À, bạn bên kia có thích bạn nữ mình nhuộm tóc không? Nâu nâu cũng được, tại vì anh cũng đang tóc nâu nâu. Nhưng mà đừng có vàng quá hoặc là đỏ quá. Em cũng nên nhuộm tóc. Vậy anh đoán thử em nhuộm màu gì vậy? Màu xanh rêu rồi. Cho anh đoán lại lần nữa thì anh. Anh đoán không ra, anh chỉ suy nghĩ ra là em nhuộm màu hơi có ánh xanh xanh một tí. Thì gần đúng rồi. Bây giờ nếu mà quen nhau thì cưới liền không? Tìm hiểu kỹ chắc qua năm hoặc Tết mới cưới. Muốn mấy đứa con? Em thì hai đứa trai đứa gái. Còn bên kia? Dạ em nhiêu cũng được anh. Tại em là con một á, cho nên em muốn đông con thì vui chị. Nhưng mà bạn trai bên kia nói qua năm sau là đám cưới được, mà đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa?
Em thì cũng Sài Gòn thì em không có đủ điều kiện để mua, nên mà em mua ở ngoài khu vực là Bình Chánh, kế bên Long An á, thì có nhà riêng em ở của mình. Chỗ đó cũng được rồi, chỗ đó đất mắc lắm. Bình Chánh là cũng thành phố Hồ Chí Minh vậy, không có đông vui giống như trời ơi, cũng đông vui nữa. Cô này lạ hết không chị Trần? Không, tao ở Bình Chánh mà không chịu là sao? Em thích chỗ náo nhiệt à, chỗ vắng vẻ thì không có hợp với em. Anh kia anh thích chỗ vắng vẻ, em thích chỗ náo nhiệt, vậy không lấy nhau mọi người đi chơi kiểu. Yêu cầu anh thuyết phục em đi anh. Thí dụ giờ em nhìn em thấy em yêu ảnh rồi, em có về đồng ý về Bình Chánh ở không? Xíu nữa em coi mặt đó anh. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Dễ thương giống chi đi á chị. Thôi chị coi giùm em đi chị. Coi giùm ha. Trời, bên đây ngon lành à. Chào chị. Ngon, cũng ngon. Trời. Vậy mà không có bồ hả? Trước kia có, giờ không có. Lý do? Tại không phù hợp. Bản thân em có chung thủy không? Có. Nên là nãy như em nói là em toàn bị bỏ thôi. Tạm tin nha. Để tôi gán tôi thuyết phục cái vụ ra Bình Chánh. Ở ngoài là Bình Chánh, vô cái hẻm Long An. Lành quá, Long An. Em có người thân đi theo không? Có, đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp. Rồi, xin chào bạn. Chào Duy Linh, chào chị Cát Tường. Ở cơ quan thì bạn Duy Linh này có nhiều người phụ nữ nhìn không? Môi trường làm việc của bên em thì nhân viên nữ thì cũng nhiều, thì cũng nhiều bạn rất là thích anh. Tại vì anh cũng rất là hòa đồng, dễ thương và nói chung là cũng rất là ga lăng. Rồi, vậy mà sao anh chịu? Lý do? Ở môi trường của bên em thì nhân viên nữ nhiều và đa số là các bạn trẻ, thì có thể là cái kinh nghiệm sống của các bạn không bằng, có thể là anh cảm thấy là anh không phù hợp. Bạn thấy bạn bên kia phù hợp không? Thì ví dụ như là trong khoảng thời gian mà nói chuyện hoặc là tiếp xúc với nhau lâu dài thì mới biết là như thế nào, chứ không thể nào mà mình nhìn hình ảnh ở bên ngoài của người ta như thế nào để đánh giá được. Em muốn nói với chị Vi thì nếu như mà so với những tiêu chuẩn của chị á, em nghĩ là anh Linh đáp ứng được ít nhất là phải 90% cái yêu cầu của chị á. Vâng, cảm ơn em. Bây giờ mình đi có ai? Dạ hôm nay em đi với ba và mẹ em. À, có ba mẹ luôn, rồi đâu ba mẹ? Dạ, chào cô, chào chú. Chào MC Cát Tường, chào Quyền Linh. Dạ, chào cô. Dạ, trước tiên là con rất là ấn tượng với con gái của cô. Thế thì bản thân cô tự nhận xét về con mình thì cô thấy Vi như thế nào? Ở nhà có một mình Vi thôi nên là cũng ngoan, hiền. Nói chung thì cũng nhõng nhẽo đó, nhưng mà khuyên thì cũng nghe. Nhưng mà ăn thua là bạn nam này có biết lẽ phải, kính trên nhường dưới, biết thương yêu vợ, rồi biết lo cuộc sống gia đình. Thì những cái tiêu chuẩn đó thì rất là tốt thôi. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu kỹ nhau hơn. Nào, kéo màn lên. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Giật mình. Ở đây không có tai nạn, ở đây không có xe. Chào em. Trắng, tóc dài, đẩy đà, đúng như tiêu chuẩn của bạn đúng không? Nãy bạn diễn tả đúng luôn. Đón túng trúng là đúng hết luôn. Xanh rêu. Đúng có luôn. Em cảm nhận thế nào về người đối diện mà thấy em? Thôi. Dạ giống T.O.B thiệt luôn. Vậy là trúng rồi đó. Trúng rồi. Nhìn em rất là dễ thương, trẻ hơn tuổi. Dạ em cảm ơn anh. Tính em hơi con nít cho nên là anh thì cũng hơi già già nên là có thể chịu được. Thì em thấy anh thế nào? Do ngoài sức tưởng tượng của em. Anh đem hoa theo. Anh quên. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Trời đất ơi. Đợi tao nhắc nữa thiệt á. Cho em hỏi ba mẹ anh khó không ạ? Ba mẹ anh làm giáo viên nên là cái khuôn chuẩn nào đó nó cũng có cái gì đó nó khó, nhưng mà càng ngày càng lớn tuổi anh thấy mẹ anh hình như khó hơn, dễ hơn. Dạ. Giống như lúc trước anh không nhuộm tóc được, nay nhuộm được màu này mẹ cũng ok, không nói gì hết. Ba mẹ đều làm giáo viên hết à? Đúng rồi. Mẹ em cũng là giáo viên cấp 1 anh. Bác dạy lớp mấy vậy bác? Bác ơi, làm trong ban giám hiệu em. Sẽ vậy không? Nói chung là Vi á, nó làm ngành thời trang á. Nói chung là bác cũng không thích nó nhuộm đầu vậy đâu, gia đình cũng phản đối dữ lắm á. Nhưng mà ý thích chỉ nói là đẹp, nói vậy là đẹp. Mỗi người có ý thích, vấn đề chúng ta sống thế nào thôi. Còn không thể nhìn bề ngoài mà nó đánh giá được cái gì hết. À, sẵn cho anh hỏi Linh cái là gia đình anh thì hối đến có lập gia đình sớm thì em có
nghĩ tới xa hơn. Dạ có, nhà em cũng nôn lắm anh. Dạ anh ở xa vậy có đi đi chơi ở thành phố nhiều mà. Hầu như anh sống ngày anh sống toàn thành phố không à, chỉ có tối anh về ngủ là ở dưới thôi. Vì về dưới thì có thể mình thoải mái hơn, ví dụ như là không khí thoáng hơn. Rồi mình muốn tự kỷ gì đó, mình tự kỷ cũng không ảnh hưởng đến ai. Mẹ em nói em bị tự kỷ. Vậy là cũng có ba mẹ chia sẻ cũng đỡ, anh tự kỷ nặng hơn anh tí. Anh về là đóng cửa lại, vô mở nhạc sến nghe. Em thích nhạc sến không? Dạ, em có nghe bài Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Hết thời gian. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta đâu coi rồi, suy nghĩ như thế nào để quyết định có bấm nút hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi chúc mừng các bạn. Chỉ có một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã cảm nhận về nhau cũng rất là nhiều. Tôi hy vọng là các bạn còn tiến xa hơn nữa trên cái con đường hướng tới tương lai. Là cái thời gian em đợi chờ rất là lâu, nên là tóc em dài rồi á. Tóc em dài rồi mà em mới được kêu. Trời ơi, đấy. Tức là khi đang cái chương trình tóc như vậy đúng không? Dạ đúng rồi, tóc em ba phân thôi. Vậy là hiểu lâu lắm. Công việc là mình đã có được gì rồi? Nhà đất tiền. Tiền để đâu? Tiền trong người. Trong người. Kiểm tra kiểm tra. Dở. Móc luôn. Móc là coi. Trời ơi. Gì 500 ngàn không vậy? Trời ơi. Hơi khả tiết. Dũng dũng. Người ơi, người ơi đừng về. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Đây, bạn nam với bạn nữ đã có mặt trên sân khấu rồi. Rồi bây giờ mời bạn nữ giới thiệu, bạn nói to lên. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Úc Thêm, năm nay 34 tuổi. Vậy là nhà đông anh em lắm phải không? Dạ, bốn anh chị em. Là Úc rồi, mình này là vì ráng đó hả? Rồi Úc Thêm là quê ở đâu? Dạ, em gốc là ở ngoài Bắc, ở Thanh Hóa, nhưng mà đã chuyển vô Bình Dương từ năm 2008. Bây giờ mình đang công tác ở đâu? Bây giờ em đang sống ở Bình Dương, làm việc ở Củ Chi. Rồi bây giờ bạn bên trai bên kia giới thiệu về mình đi ạ. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. À, chào bạn. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Đình Tuân ạ. Tuân. Em đang công tác tại công ty OCI Việt Nam ạ. Em làm bên khâu sản xuất. Sản xuất cụ thể là gì bạn? Thuốc bảo vệ thực vật. À, thuốc bảo vệ thực vật. Dạ. Nhưng mà sao mình để tóc nó hơi dài vậy? Bạn nhiêu tuổi? Dạ, em 36 tuổi chị ơi. 36 tuổi. Nhưng mà để tóc dài vậy nó ngứa ngáy giống gái quá. Sao không cắt đi? Cắt thì dễ thôi, không có gì khó cả. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của em. Khi mà em tham gia chương trình ấy, thì tóc em giống anh Quỳnh Linh này. Ủa tấm lòng là sao? Tự để tóc dài tấm lòng cho chương trình là sao? Tức là cái thời gian em đợi chờ rất là lâu. Đến lúc mà tóc em dài rồi á. Tóc em dài rồi mà em mới được kêu. Trời ơi. Đấy. Tức là khi đăng ký chương trình tóc như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Tóc em ba phân thôi. Vậy là hiểu lâu lắm rồi đó. Em đợi gần cả năm mấy. Ôi rồi cảm ơn bạn. Đăng ký năm mấy rồi hả? Dạ. Trời phải biết để dài chút xíu nó đẹp hơn. Hay hay hay. Bởi bạn biết không, chương trình đông lắm. Hiện nay là có thể nói là các bạn trẻ đăng ký tham gia là không thể đếm hết được. Dạ, nhưng mà em là người may mắn trong những số. Đúng rồi, bởi vì tôi phải đi tìm những cái sự gọi là hợp với nhau đó. Dạ. Những cái yêu thích của bạn, những sở thích bạn đưa ra. Hồi nãy Úc Thêm nói Úc Thêm bao nhiêu tuổi? Tường 34. Ủa nếu 34 thì mình cũng hơi lớn rồi ha. Mình đã gấp rút chuyện gia đình kết hôn chưa? Đi coi bói, người ta nói năm nay là năm tốt cho nên gia đình hối, cho nên là cũng... Coi bói mới lấy chồng hả? Thầy bói có nói là lấy chồng như thế nào không? Là tốt không? Thì nói là người lớn tuổi hơn thì tốt. Anh kia có đi coi bói không? Dạ không, em không có mê tín gì đâu anh chị ơi. Thì chủ yếu là cái tâm của con người đến với nhau thôi, chứ còn tuổi tác thì không có quan trọng. Mình chia tay cái mối tình sau cùng này bao lâu rồi? Dạ chưa có mối tình nào hết. 34 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Tại sao?
Nói chung em thấy cuộc sống độc thân cũng vui. Vui xong ở độc thân luôn đi. Nhưng mà nó gia đình hối nhiều quá. Cho nên có hiện giờ là giờ gia đình hối thôi chứ mình cũng chưa thật sự muốn. Dạ không, cũng muốn rồi, tại vì cũng lớn tuổi rồi cho nên giờ muốn cũng có người để mình tâm sự chia sẻ vui buồn á. Mà hồi xưa giờ chưa có một mối tình nào hết á. Dạ. Là được nắm tay bạn trai chưa? Chưa. Trời ơi hung chưa? Trời chưa nắm tay lấy nắm gì hôn. Biết đâu không nắm tay nhưng mà hung. Bạn trai nghe vậy có ý kiến gì không bạn? Cảm giác bạn thấy như thế nào? Dạ hơi phê phê chị ơi. Hơi phê hả? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình chị ơi. Em chỉ quen được hơn một năm thôi thì mối tình nó không thành công cho nên em không quen nữa. Nhưng mà bạn đề nghị chia tay hay bạn gái đề nghị chia tay? Thì nói chung là chủ yếu là phụ nữ thôi, phụ nữ khó hiểu lắm cho nên là người ta nói như vậy. À. Chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay được 10 năm mà em chỉ quen 1 năm thôi. Thế 10 năm nay là lo chuẩn bị công việc không cho nên là chưa có mối tình nào đúng không? Dạ đúng rồi em. Thế bây giờ công việc là mình đã có được gì rồi? Nhà, đất, tiền. Mạnh miệng dữ. Nhà, đất, tiền, đợi chút bóc dáng ngoại hình gì tính sao đi. Các Tường rất là quan tâm đến nhà quá ha. Nhà, đất, tiền. Đấy. Nhà ở đâu? Dạ, Bình Dương. Bình Dương. Đất ở đâu? Đất cũng ở Bình Dương luôn. Tiền để đâu? Tiền trong người. Trong người. Kiểm tra, kiểm tra. Dở. Móc luôn. Móc ra coi. Trời ơi. Gì 500 ngàn không vậy? Trời ơi. Không có, không có 2 tờ 500 mới có 1 ngàn. Phải tích góp từ từ. Tiền vô tư. Đó, nhiều lắm. Không có nghĩa là bây giờ nếu quen nhau là bữa nay mà bấm nút hẹn hò nhau xong là về đi cắt tóc liền phải không? Thì 30 là xong, có gì đâu mà lo. Được, được, được. Thích người bạn gái như thế nào? Nói chung là mơ ước của đàn ông thì chỉ thích phụ nữ đẹp thôi. Ai cũng thế thôi, kể cả anh của em cũng vậy thôi đúng không? Móc cũng vô chi, móc cũng vô chi. Bây giờ em phải lôi vào, không có chị chém thì chém cả hai anh em của em. Không chém thì em thì khổ em. Lý do tại sao ế? Em do tập trung công việc với lại... Tại vì cái cuộc tình đầu tiên của em bị thất bại nên em rất là sợ. 10 năm rồi còn sợ gì nữa? Em không muốn quen rồi bỏ, quen rồi em không thích. Em thích quen thì em lấy, em tìm hiểu em lấy thôi. Còn nếu có hư chỗ nào thì em sửa chỗ đó, em xài tiếp. Em không có bỏ. Tại vì con người chứ không phải là máy móc. Làm như vậy nó mất hay đi. Có nghĩa là được từ đầu mà không được là thôi. Thì vua mình thôi. Mình làm một cái móc áo thì bây giờ chỉ kiếm áo treo lên thôi. Mình có đầy đủ tất cả. Mình kiếm tình cảm này không mua được. Phải đi nhờ đến chương trình. Mình cũng phải đưa ra một cái tiêu chí như thế nào. Tiêu chí thì đẹp như chị Cát Tường là được rồi. Sao nổi? Em đã nói là bớt ai cũng đi làm em thấy chị Cát Tường xinh gái. Không nổi. Bớt chút. Nó không nổi kìa. Không nổi, bớt chút đi. 5-7 lạng không quan trọng. Một lạng chắn đắn là bao. Cho thêm một lạng mới giặt rào tình thương, đúng không anh? Không sao cả. Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Tài cầm ràm. Tính toán kỹ càng quá. Nếu lấy vợ về thì kinh tế, tiền bạc ở nhà ai giữ? Tùy người ta, 50-50 hoặc là đa số là người vợ giữ tiền. Chút nữa móc cái đó đưa hết bên đây nha. Úi trời ơi. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Thôi, mình qua mình xem. Có gì anh giúp em nha. Qua xem thấy cái kia thế nào nha. Chào anh. Rồi, xin chào em. Nãy giờ nghe anh nói vậy thấy tình hình sao? Dạ cũng thấy anh nói cũng từ tốn nên là từ tốn dễ thương. Hay cái nè, anh nói một câu nè, lấy về là ở luôn, không có thể thay đổi được. Hư đâu sửa đó chứ không có thay. Hư đâu sửa đó chứ không có thay. Cái này hay nè, không bao giờ bỏ giữa chừng. À ha, cái đó là cái quan điểm của anh. Hay cái là bên đây chưa ai sửa nè, 34 tuổi chưa một mối tình dắt dài. Được đấy. Thôi bây giờ mình hai cái người này để ta tự nhìn nhau, ta cảm nhận đi ha. Bây giờ mình có đi với người thân không? Dạ có, chị họ. Chào dạ. Anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào chị. Chào chị. Mình là chị của Út Thêm. Thì có một câu muốn hỏi về phía em. Dạ, chị có hỏi. Chị muốn hỏi em là nếu mà một người phụ nữ, một người con gái mà có vẻ đẹp về tâm hồn với một người con gái có vẻ đẹp về hình thức, em sẽ chọn ở em chọn người đầu tiên á. Có nghĩa là em sẽ chọn vẻ đẹp về tâm hồn. Dạ đúng ạ. Cái việc mà có đến với nhau hay không á là còn phải do cái sự mà các em tìm hiểu nhau nữa. Về phía bạn trai bên này á thì chị thấy là cái cách nói chuyện á thì cũng ok. Có một chút nghệ sĩ, có một chút vui vẻ. Có một chút hơi bốc đồng. Cũng có
vẻ hơi phóng khoáng một chút, nhưng mà cái này có thể là kìm hãm được. Cảm ơn chị. Bạn trai. Cảm ơn chị ạ. Mình có đi với ai không? Dạ, em đi với lại cháu ạ. À, con là cháu của nhân vật nam. Thế con nhận thấy thì nhìn chị phía trên này có vẻ là khó tính. Tính tình thì cũng có vẻ là hiền. Hai người cũng rất hợp. Dạ, theo con nghĩ vậy. Rồi, cảm ơn bạn. Hồi nãy giờ tại vì cái anh bên kia anh làm mình hấp dẫn quá, mình phải qua mình coi liền. Giờ mình trước khi kéo màn lên thì mình mới hỏi với bạn muốn một người bạn trai như thế nào. Em muốn một người chín chắn, chững chạc, với lại biết lo cho gia đình, tâm lý một chút. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Không thích gia trưởng quá, với lại keo kiệt cái vậy. Anh không thích người phụ nữ chi ly quá, tính toán quá. Bạn có phải là người như vậy không? Không, em cũng là người bình thường. Nói chung là biết chi tiêu đúng mực. Rồi, thôi cho hai người gặp nhau đi. Rồi, bây giờ mình kéo màn lên ha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em ạ. Say what? Con hoa thật đẹp. Em có suy nghĩ gì về khi mà em gặp anh? Dạ, thấy anh hơi lãng tử. Anh thấy em sao? Hiền lành, cũng xinh gái. Anh thì nói chung là người lao động thì không có chăm chút bề ngoài nhiều. Hôm nay mới chuẩn bị sắm đồ đạc này đi có công việc thì mới mặc đồ đẹp thôi. Chứ còn thực ra anh mặc đồ lao động nhiều chứ mặc đồ mới rất là ít. Sống chủ yếu là lo cho gia đình bố mẹ và quan tâm tới anh em làm chung hoặc là này kia, mình phải giúp đỡ mọi người. Vậy em muốn hỏi anh là ví dụ như anh tìm được người phù hợp á, thì anh sẽ có dự tính kết hôn trong bao lâu ạ? Nếu mà anh kiếm được đối tượng phù hợp với anh ấy, thì khoảng 1 năm. Mình cũng cầu mong là cái cuộc gặp gỡ hôm nay nó có kết quả tốt. Mình rất là mong chờ vào cái cuộc gặp ngày hôm nay. Bây giờ hát bài tỏ tình với cô ấy đi. Có thể là 1-2 câu thôi. Rồi, mời bạn. Em đứng dậy hát. Đứng nhìn bạn gái ấy. Đứng xích lại cũng được. Xích gần nữa à. Hơi nguy hiểm quá. Người ơi, người ở đừng về. Hơi khả tiếng. Dú. Người ơi, người ở đừng về. Cô gắng. Nở về không bạn gái? Đâu có nở về đúng không? Và bạn là gốc Thanh Hóa đúng không? Dạ, em tặng cô này 36 bông hoa tượng trưng cho quê của em. Còn bạn nữ? Thanh Hóa luôn. Thanh Hóa luôn hả? Vậy là hai người cùng quê rồi. Bây giờ cả hai đều ở Bình Dương đúng không? Dạ. Quá là phù hợp rồi. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ nha. Nãy giờ mình có thể nói chơi, cũng có thể vui. Nhưng mà giây phút này hết sức là thiêng liêng. 3 tiếng đếm. Tuy nó ngắn ngủi nhưng mà nó sẽ nhớ mãi giây phút này. Tất cả khán giả truyền hình đều thấy, đều nhớ. Các bạn làm điều gì các bạn phải nhớ. Một lời hứa hết sức là quan trọng. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Rồi, đứng lên, nắm tay cô gái ấy. Tay ai tay em? Cảm nhận như thế nào? Hơi mềm mềm. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Dày. Dày? Dạ, ấm. Ấm. Hôn cái đi. Không được phép. Không được phép. Khi nào hôn báo tôi nha. Có gì đâu, yên tâm. Quen nha, mình cũng quen. Khi chia tay rồi anh sẽ tôn trọng con đường của em đi và em cũng sẽ tôn trọng con đường của anh đi. Chưa quen mà tính chuyện chia tay. Đúng rồi. Hay là bây giờ để em hướng dẫn cho anh nhảy lì cha đi. Anh cứ làm theo em thôi, okay. Anh đúng thuộc em. Rồi, ok. Rồi, anh xuống nè. Rồi, anh lên không? Dạ, đúng rồi. Rồi, thôi em xuống nè. 1 2 Chân sâu, chân sâu. 2 Rồi, chân. Rồi, chân. Đã chân ta đó. Đúng rồi. 4 5 Được không? Em nhảy cùng chị với anh đi. Hai đứa mình đừng có dễ không? 2 3 1 Wow. Anh bước cùng chúng mình luôn. 2 3 1 2 3 4 5 Chân không anh? Đây là một lần nữa nha. 2 3
1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào. Hả Màng? Mời bạn trai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. À, chúng ta nghe các bạn giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh đẹp trai và chị Cát Tường rất là xinh. Chào bạn. Dạ, em tên là Lê Mỹ Trinh, năm nay 28 tuổi, sinh ra ở Ninh Thuận, làm nhân viên tư vấn tài chính ở Tân Bình, Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào quý khán giả. Chào bạn. Em tên là Thái Sơn, quê Sóc Trăng, em đang công tác ở Biên Hòa Đồng Nai. Em đang quản lý một công ty ở Biên Hòa. Quản lý về gì bạn? Về sản xuất các hàng nông sản xuất khẩu. À, nông sản xuất khẩu. Mình sẽ chia sẻ chút xíu về hồ sơ lý lịch tình yêu nhé, bạn gái. Dạ, em hồi đó giờ thì cũng rất là ít yêu và em chỉ có trải qua một mối tình thôi. Ê, bạn trai bên kia là mình trải qua mấy mối tình rồi bạn? Trải qua một mối tình rồi chị Tường, cũng chia tay cũng mới cách đây 6 năm à. 6 năm? Dạ. Mới cách đây có 6 năm à. Quen nhau bao nhiêu lâu bạn? Cũng gần 5 năm. Gần 5 năm, dạ. Một cuộc tình rất là dài. Em cũng đã tiến hành cái lễ đính hôn rồi. À. Sau đó lại hủy hôn do cái người nữ đó, họ có con đường thứ hai của mình thì em cũng tôn trọng quyết định của người ta. Tức là người nữ đã có một người khác. Dạ đúng rồi. Tại sao xa xong 6 năm vừa qua mình chưa tìm được người nào khác hả bạn? Cũng muốn lắm chị. Với sống mà đi làm sao mà thân mình đôi lúc cũng có những ngày cuối tuần đôi khi cũng muốn đèo bạn gái đi chơi hoặc là ăn quà vặt khắp Sài Gòn mà thiếu điều tại công việc nhiều quá. Rồi. Bây giờ cả hai bạn mình tính thì khi nào thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được là phù hợp, bạn nữ? Dạ, em thì luôn sẵn sàng rồi chị, mà mong là trước 30. Bạn trai? Em nghĩ thời gian hợp lý là có thể là 1 hoặc là 2 năm chị. Cũng vừa phải thôi. Như bạn gái muốn tìm một người yêu lý tưởng mình như thế nào? Cao trên 1m65, da ngăm. Chuẩn. Đừng có trắng nha, em ghét trắng lắm chị. Sao? Cái tường trắng nó yếu lắm chị. Không, vừa không trắng nha. Chưa chắc đi là mạnh đâu em. nhìn cái cảm giác là nó yếu yếu làm sao á chị. Rồi. Dạ. Rồi còn cái gì nữa rồi, không? Rồi đừng có ở dơ chị. Đàn ông hay ở dơ. Đừng có ở dơ. Không có rồi em. Có gì nữa không về vóc dáng mà tướng tá? Dạ là xương to, nếu mà có râu quai nón thì tốt. Trời ơi. Đen rồi râu quai nón nữa hả? Xương to giống anh Huyền Linh quá vậy. Dạ đúng rồi, anh Huyền Linh cũng là một cái mẫu của em đó chị. Về tính cách có điều gì không? Em sợ nhất là người giả dối, tại giả dối mất thời gian của nhau lắm. Anh có thấy vậy đúng không anh? Đúng rồi. Vậy còn bạn trai, bạn đặt ra cái mẫu người bạn gái của mình là người như thế nào? Cao khoảng 1m6 đổ lại thôi. Có bao giờ làm ổn định, đó là yêu cầu trước tiên của em. Còn xấu đẹp đối với em không quan trọng vấn đề đó. Về tính cách á, thì thứ nhất là phải là người phụ nữ của gia đình. Và bên cạnh đó phải là người năng động. Bớt chiều cao xuống chút được không? Dạ được chị. Dạ. Yêu cầu thôi chứ khi mà nhìn nhau rồi tình yêu đến thì 1m1 cũng được. Chứ nửa mét cũng yêu luôn. Đâu qua nón đâu được kia, đúng chuẩn luôn ha. Trai quá trời luôn rồi, vậy ổn dạ, rồi. Dạ đúng chị. Ở dơ có không? Dạ không, ở dơ thì không có. Cô chị cô ghét ở dơ lắm á. Nhiều khi mình đi làm về cả ngày mệt mỏi đó. Biển tắm đúng không? Dạ không anh. Mình thường ăn ăn tối trước rồi sau đó mới tắm thì nó hơi chạy xíu. Cũng không sao, miễn có tắm là được rồi. Dạ. Chào anh Huyền Linh. Anh này đàn ông nhìn cũng anh vẫn thích đấy. Bởi vì cái dáng của anh nó rất là phong trần. Dạ. Người rất là năng động bởi vì quản lý mà vững vàng. Dạ. Rồi đôi mắt rất là đẹp. Mà đúng ý em luôn á, đen luôn rồi quay nón nữa. Em cũng xinh nữa. Hai người lấy nhau rồi để con mắt đẹp lắm này nha. Em rồi, anh. Cặp này hợp lý. Mình có đi với người thân đi theo hộ. Bây giờ nha. Mình hỏi coi ý kiến người thân sao cái đã. Dạ, mẹ em phải lặn lội ngoài quê vô luôn á chị. Ủa vậy hả? Dạ. Ồ, cho chị gặp mẹ đi. Dạ, mẹ em. Dạ, chào cô. Rồi chào bạn Cát Tường với bạn Quyền Linh. Thì theo như thấy bạn nam ở này á, thì được tốt, nhưng mà điều bên ngoài mình nhìn á thì mình thấy chắc là rất là khó tính. Quản lý mà cô phải khó tính lính mới nghe được chứ. Cũng tùy trường hợp thôi cô, tức là khi trong công việc thôi, nhưng mà còn bên ngoài con nói chung cũng rất là thoải mái với bạn bè. Cô sợ về khó tính với con. Dạ, con có cổ hứa ly hứa. Dạ. Mai mốt nếu mà có gì con sẽ gì đó. Dạ con hứa với cô ạ. Hứa sao? Con hứa với cô, nếu mà sau này mà con có cọc cằn khó tính với bạn thì cô quánh con hả?
như thế nào con cũng chịu. Ủa mà anh khó tính là khó tính sao mà nó hiện ra nét mặt luôn. Nói chung là khó tính chỉ là trong công việc thôi chị. Chẳng hạn như tôi yêu cầu, chẳng hạn sáng nay anh phải làm cho tôi được bao nhiêu đó, thì nếu mà anh ok là anh phải làm cho bằng được, nếu mà anh không làm được thì sẽ khiển trách anh. Đúng rồi. Ví dụ là bạn gái là mặc đồ hơi hở hang chút mà móng tay móng chân sơn hay là tóc nhuộm này thì được không? Không, cái đó cũng tùy trường hợp vậy. Chẳng hạn như mình đi dự tiệc thì tất nhiên là mình phải make up, điều đó là điều tất nhiên. Nhưng mà chẳng hạn như mình không thể nào ở nhà mình ra vườn mình sơn móng tay hay là mình kéo chân mày được, tùy với hoàn cảnh của mình, mình có cái trang phục kiểu hợp lý. Cũng khó tính thiệt ha. Thôi bây giờ thôi để hai trẻ gặp nhau đi cô ha, rồi tình hình lên sau chúc cô quyết định nha. Rồi kéo màn lên, hôm nay là có mẹ bạn gái đi nữa đó, rất là quan trọng ha. Dạ. Nào, cô gái Ninh Thuận và chàng trai Sóc Trăng, chúng ta hãy gặp nhau. Em chào anh. Em tặng bà cho anh nhé. Cảm ơn rất nhiều. Rượu nho hả ha? Chưa gì mời anh uống rượu rồi cho anh say xỉn nè. Đặc sản của em á. Rồi, thấy anh đẹp trai không em? Em thấy về cái độ tiêu chuẩn đẹp trai là ảnh chắc là đạt cũng được 9.5-10 đó chị. Em có hai thắc mắc thôi. Cái thứ nhất, em rất là ngại cái người đàn ông mà lăng nhăng á anh. Có nghĩa là trăng hoa với lại là hả, gặp gái là cứ mình không có bắt chuyện, nhưng mà người ta mà bắt chuyện với mình hoặc là người ta trao đổi với mình là thôi rồi luôn. Thì tất nhiên đàn ông con trai thì ai cũng ga lăng. Dạ. Nhưng mà khi mình đã quen một người nào đó rồi á thì chỉ một người đó thôi. Quen nhau mình cũng quen, khi chia tay rồi anh sẽ tôn trọng con đường của em đi và em cũng sẽ tôn trọng con đường của anh đi. Chưa quen mà tính chuyện chia tay trời. Dạ không chị. Dạ đúng rồi, em cũng rất là thích những người tính rõ ràng anh. Còn điểm sống mình cũng là gì? Em rất là thích kiểu dáng của mình. Em nhảy khiêu vũ thì rất là tốt. Thì không biết là anh có thích cái thêm môn thể thao này không? Và anh thì trong 72 phép thần thông món đó là anh không biết. Wow. Món không biết bây giờ anh cũng không biết tại chỗ không? Hay là bây giờ để em hướng dẫn cho anh nhảy lì cha 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 đi, mọi người thấy được không? Nếu mà em đã có hữu ý thì tại sao anh khước từ được? Anh cứ làm theo em rồi, thôi okay. Nhé. Anh bước rồi. Được là em. Rồi, okay. Rồi, ok. 2, 3. Em rồi. Xuống nè. Rồi, anh lên phải không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Thì em xuống nè. Rồi. 1, 2. Chân sâu, 2. Rồi, ok. Rồi, chân, chân đạp 3. Chân ta đó. Đúng rồi, 4, 5. Được không? Em nghĩ là em nhảy cùng chiều với anh đi. Hai đứa nhìn về một hướng nó dễ hơn. 2, 3, 1. Wow. Anh bước cùng chân với em luôn. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Được không anh? Đem lại một lần nữa nha. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mong là anh về tập thể dục nhiều hơn. Thôi em nhảy đi em. Mình em nhảy mình em đi em ơi. Về em dạy đóng cửa, em dạy ảnh. Em sẽ mời mẹ em lên không được không? Được. Em trai, xuống mời nhiều mẹ lên kìa. Đứng lên. Dạ. Rồi, ít thôi nha. Rồi, coi mẹ đang học hỏi nha. Cảm ơn cô nhiều. Tại dạ. Em cũng rất là muốn mẹ em tập thể dục cho nó khỏe chị. Anh nói là những người, những gia đình mà có đam mê nghệ thuật á, rất là thoải mái. Chưa, nhìn nhau, đang tâm sự okay. Mà bây giờ hai người có thể trao đổi một số vấn đề về vị đám cưới thế nào, kế hoạch về tình yêu, sao, kế hoạch gì đó, hẹn hò. Nếu mà hai đứa sau này mà tiến đến được với nhau á, thì chẳng hạn chuyện con cái thì anh nghĩ nên dừng lại hai con là đủ. Thứ nhất. Thứ hai thì trong quan điểm tình cảm anh thì cũng đơn giản lắm, thì ai cũng có một cái không gian riêng cho mình ha. Không phải lúc nào yêu nhau em cũng phải đi với anh, hoặc là khi mà em đi với người khác anh thấy là này ghen, thì cái đó là đối với anh thì anh rất là thoái nhưng chuyện tình cảm. Yeah. Nhưng mà một chữ thì luôn luôn phải có là sự chung thủy. Em thấy rất là bất ngờ khi mà quan điểm của anh có đến khoảng 8-90% giống quan điểm của em. Thì nếu em không ngại mà quê hương anh đứng bằng đồng chua đó, cái đồng anh nghèo cài lên sỏi đá thì anh cũng nguyện một lần đưa đón em về nhà suốt đời. Có thời gian. Yeah. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, tĩnh tâm lại, suy nghĩ và có quyết định bấm nút hay không. Chuẩn bị, để tay vào nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay để cảm nhận ngày đầu tiên gặp mặt nè.
và sẵn có mẹ bạn gái rất ngồi nhanh đây. Lẹ chúng ta hãy nói điều gì đi. Con xin phép cô cho phép con được xin gì trời ơi vậy là em nghĩ là chắc là chưa được đứng tay đâu anh nghĩ. Nếu mà có thời gian thì những ngày cuối tuần thì con cũng xin phép cô được đưa bạn đi chơi để cho tụi con có thời gian tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Dạ.